vị xuất hiện trên sân khấu của chúng ta ngay sau đây sẽ là một cô gái với ước mơ được làm việc trong ngành sáng tạo và nghệ thuật. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của bạn Vũ Trần Thục Đoan. Bạn đã được nhận vào University of Cincinnati để chia sẻ về hành trình tìm kiếm bản thân và cách thực hiện ước mơ của mình như thế nào. Xin dành một tràng pháo tay cho bạn Thục Hoan. Có được một công việc trong ngành sáng tạo đủ để thách thức bản thân mỗi ngày và được là một kẻ rong chơi với nghệ thuật. Em cũng có ước mơ sẽ làm ra một tác phẩm để đời, như thiết kế và xây dựng một ngôi nhà độc đáo cho ba mẹ em. Ngôi trường mơ ước của em là Oberlin College, một ngôi trường rất giàu tính nghệ thuật. Nhưng nếu nói về tương lai phát triển, em có cảm tình đặc biệt University of Cincinnati. Em đã không đậu Dream School của mình và em chọn UC vì em có thể thấy mình phát triển ở đó nhiều nhất. Nói về quá trình nộp đơn và đi du học là khoảng thời gian mà em lớn lên nhiều nhất. Ngày này, năm ngoái, em đứng ở Yola Senior với một tâm lý rất nhẹ nhàng. Em đã từng nghĩ là mình nộp đơn đi được thì tốt, không được cũng không sao. Quyết tâm đi du học trong em không có ngay từ lúc đầu, mà khi càng dấn thân vào con đường này, em mới càng cảm thấy cái động lực và ý nghĩa của việc du học mới lớn dần và sâu dần trong em. Em xin phép không nói quá nhiều về quá trình và phương pháp viết luận ra sao. Em nghĩ đây là một thứ hiển nhiên mà bất cứ bạn nào có ước mơ đi du học cũng sẽ trải qua, học hỏi và tìm ra câu chuyện của bản thân mình. Điều em cảm thấy quý giá nhất trong những ngày đi học và tìm ra câu chuyện của bản thân em không phải là lá thư acceptance của ngôi trường đại học mơ ước, mà là sự tìm thấy bản thân mình. Mình là ai, mình có gì và mình muốn gì. Đó vừa là điều các trường đại học mong muốn ở học sinh, vừa là điều mà bất cứ người trẻ nào cũng cần trả lời được khi bước ra khỏi ghế nhà trường. Viết personal statement với em không đơn thuần chỉ là tìm ra một câu chuyện hay và thú vị để kể, mà nó còn giúp em đào sâu vào bản thân mình nhiều hơn. Học cách chấp nhận những góc tối của bản thân mình, những điều đã làm nên em của ngày hôm nay, cho dù những điều đó không phải lúc nào cũng đáng tự hào. Em vẫn còn nhớ và trân trọng lắm cái cảm giác háo hức những ngày được đi học viết luận, được thầy Hiếu mở ra một thế giới sâu rộng và đa diện hơn rất nhiều qua những trailer phim, những bài viết, những câu chuyện thầy kể. Nhưng thú thật, cũng có những lúc em cảm thấy khá bất mãn. Em thấy đời không đẹp như là phim. Tại sao thầy lại thích kể những câu chuyện đẹp như vậy? Tại sao thầy lại trân trọng những phép màu trong cuộc sống đến như vậy, khi những điều đó tồn tại vô cùng hiếm hoi trong cuộc sống có vô số thứ tàn nhẫn này? Em không nghĩ mình có một câu chuyện hay đến thế để kể. Cuộc đời mình là lách cách của vô số thứ đang tiếp diễn, không có một cái hồi kết nào để làm nên một câu chuyện hay cả. Thầy động viên em cứ viết câu chuyện gian dở của mình và cứ để nó gian dở vậy thôi. Nhưng đặt vào trong sự gian dở đó, một niềm tin nhỏ, một cái nhìn theo hướng tích cực. Trong suốt quá trình viết luận và nộp đơn, có những lúc em cảm thấy không giữ được niềm tin và muốn thay đổi bài luận của mình. Vì trên thực tế, thông điệp trong bài luận em nó cũng không được như mong đợi. Nhưng có một điều kỳ lạ là mỗi khi em muốn bỏ cuộc hay đánh mất niềm tin, em lại cảm thấy xấu hổ với chính bài luận của mình. Và vì thế em không dám bỏ cuộc, em sẽ lại đi tiếp để không là kẻ nói dối. Đối với em, những ngày tháng viết luận tuyệt vời và đáng quý là ở chỗ đó. Em muốn chia sẻ câu chuyện của bản thân mình để cảm ơn người thầy đã hiểu và người thầy tuyệt vời đã hiểu học trò nhất. Người thầy đã luôn lắng nghe mọi câu chuyện mà học trò muốn kể. Người thầy đã ở bên em trên suốt những chặng đường khó khăn và tuyệt vời của con đường du học. Em muốn cảm ơn thầy vì đã không ngừng nhắc em nhìn thấy màu hồng trong cuộc sống và không ngừng nhắc bọn em về vẻ đẹp của mọi câu chuyện trên đời này. Đối với những bạn muốn đi du học, em có một chia sẻ rằng đó là cuộc chiến của mỗi người. Có vô số thứ trên đường đi làm mình mệt mỏi. Chuyện điểm số, áp lực với bạn bè, vấn đề tài chính. Sẽ có bạn được như ý, cũng có bạn chưa thành công, không đậu vào ngôi trường mơ ước của mình chẳng hạn, hay cơ hội đi du học lại phải lùi lại vài năm. Những lúc như vậy, áp lực với bạn bè,
là điều kinh khủng nhất, ít ra là với em. Và em chỉ muốn nói rằng những lúc như thế mình cần tập trung vào bản thân mình hơn, tin tưởng là mình có con đường của riêng mình, vượt qua áp lực dư luận cũng là điều sẽ tạo nên bản lĩnh của mình sau này. Lá thư acceptance và ngôi trường đại học chỉ là khởi đầu cho một cuộc chiến quyết liệt khác, nhưng quá trình để có được lá thư đó là điều vô giá với em. Em mong các bạn cũng sẽ trân trọng quá trình đó, cho dù kết quả có ra sao, vì khoảng thời gian đó là đặc quyền chỉ dành cho những người có ước mơ du học và dám thực hiện ước mơ của mình mà thôi.